Sau khi mà Hữu Thiện đi dạo một vòng ở Sunflower, cái vườn hoa hướng dương xong rồi á, bây giờ thì mình sẽ đi vào trong cái shop. Mình thấy cái shop này thì họ bán rất là nhiều đồ nông sản địa phương luôn. Mình rất là thích, và Hữu Thiện cũng muốn là chia sẻ những cái đồ dùng và cái nông sản địa phương ở đây. Bán rất là nhiều. Đó, mấy cái này để cái nồi cơm đồ á. Đó. Và những cái chiếc áo gối nè. Đó là họ làm rất là đẹp luôn. Và những cái nón nữa, và những cái áo nè, nó mình có thể mình mua về mình làm quà đồ vân vân. Và những cái túi đeo nè cả nhà, rất là đẹp luôn. Đây là những cái túi đeo nè. Cái túi đeo này có giá là 23 đô. Đó, đủ mọi màu sắc hết. Đó, cái túi đeo hình sunflower nè, rất là đẹp luôn. Rất là nhiều nông sản luôn. Này, ở đây có bắp nè. Hữu Thiện thì cũng rất là thích ăn bắp luôn. Mà vô sẵn như thế này để cho mình dễ mua hơn. Nó bắp. Bắp rồi dưa hấu. Dưa hấu này thì 6 đồng một trái. Trái dưa hấu 6 đồng. Rồi dưa lưới nè. Dưa lưới thì 4 đồng 50. Ngoài ra thì còn có các loại hạt nữa. Trái đào nè. Wow. Đây. Trái đào. Trái blackberry. Blueberry, trái này là trái blueberry. Đó. Blueberry. Wow, đào chín. Cả nhà xem trái đào. Đã ơi là đã luôn. Trái này trái mận nè. Mận này rất là ngọt luôn nè. Đây các loại bí ngồi nè, dưa leo luôn. Cái bí ngồi này xào ăn rất là ngon. Rồi bắp cải nè. Bắp cải ở đây, trời ơi cái bắp cải nó to nè. Trồng gì mà tốt dữ vậy nè. Trời ơi bắp cải nó nặng. Cái bắp cải này là 3 đồng. To ơi là to luôn. Đủ màu sắc hết, màu vàng nè, màu tím nè, màu trắng nè. Mushroom. Nấm nè. Bơ nữa, trời ơi. Giống như đi chợ ở Đà Lạt kia. Đủ mọi nông sản hết, củ trên, cà đồ, cà tím rồi, vân vân. Rất là nhiều loại nông sản. Hành nè, hành tím nè, khoai lang nè. Tỏi nè, tỏi cũng tỏi tím luôn đó nè. Đó. Khoai tây nè. Ớt, ớt chuông. Ớt này thì ăn nó giòn, nó không có cay, rất là ngon. Trời, có trái ớt nè. To ơi là to luôn. Ớt chuông. Tươi. Cái này họ cũng mới vừa hái nè, cái cuống còn rất là tươi luôn. Ớt đủ màu sắc hết. Xanh nè, đỏ nè. Ớt tím. Purple. Ớt pepper. Mấy cái rổ cà chua cũng xinh. Đây cái ly rau ngồi. Và đây thì các loại như là bánh mứt đâu, mật ong đâu. Các loại mứt đâu. Cơm, bắp. Yeah. Đó, mình mua xong rồi mình tính tiền ở bên kia. Đó, trái cây đây mình thấy rất là tươi luôn. Cà đúng không? Trời ơi, nhìn là thấy là muốn mua rồi. Rất là nhiều luôn. Đây là các loại bánh đó nè. Đây có cái vòi nước này. Mình nhìn thấy cái vòi nước này cũng rất là thú vị luôn. Không có cái nguồn nước mà nước chảy vào, họ làm cũng rất là thú vị luôn. Not for sale, chỉ để trưng bày thôi. Làm cái vòi nước.
Đó thì Vũ Thiện cũng đã đưa cả nhà một vòng đi chợ ha. Mấy cái quả bí nè, trời quả bí nó to, to ơi là to luôn. Quả bí này xào rất là ngon luôn. Đó, ngoài đây có các loại hoa hồng nữa ha, hoa hướng dương nè. Trời ơi, cái hoa hướng dương họ bán là để ở đây nè. Nó mình thích thì mình mua cái hoa này về. Đó, nó bự như cái mặt mình luôn. Hoa này về mình trưng. Rất là đẹp luôn. Rồi thì video đến đây cũng Hữu Thiện xin tạm dừng nha. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.